Em bàn giao pin 540W cho khách ạ. Em xin chào các bác ạ. Pin mặt trời mono công suất 540W bên em tiếp tục về kho các bạn. Pin hàng mới 100% các bác nhé. Giá rất là tốt để phụ anh em lắp công trình. Pin công nghệ Hapcell. Công nghệ này giúp cho tấm pin tối ưu hóa được hiệu suất kể cả khi bị bóng mây che hoặc là bị cây che mất một phần. Tấm pin này rất là dày dặn các bác nhé. Trọng lượng là 30kg. Đây là mặt sau tấm pin các bạn. Pin mới 100% các bạn, giá 2.9 triệu cho một tấm. Pin thương hiệu SunPort các bác nhé. Công suất là 540W, điện áp hoạt động là 41,66V, dòng là 12,97A. Điện áp hở mạch là 49,63V, dòng là 13,67A. Kích thước của tấm pin này khá là cồng kềnh các bạn. Chiều dài là 2m27 và chiều rộng là 1m13 các bác nhé. Với kích thước rất là cồng kềnh như thế này thì bên em ưu tiên các bác qua trực tiếp kho em xem và lấy hàng ạ. Tấm pin này thì gửi qua đường bưu điện nó rất là khó khăn. Lại không đảm bảo các bạn. Pin công nghệ 10+3 các bác nhé. Công nghệ 10 đường hàn. Những cái tấm pin mà càng nhiều đường hàn thì sẽ giúp tối ưu hóa được hiệu suất và độ bền của tấm pin các bạn. Đấy, nó giúp cho điện áp và điện trở phân bố đều trên các cell pin. Với những cái tấm pin mà càng nhiều đường hàn, nó sẽ giúp cho kết cấu của cell pin nó sẽ vững chắc hơn các bạn. Những cái tấm pin công nghệ cũ ấy, trong quá trình sử dụng lâu dài thì thường thường là hay bị gặp với nhiệt độ cao, nó làm rạn nứt các cái cell pin.